Xin chào quý vị và các bạn thân mến, tên tôi là Mark, Mark 25 tuổi. Mark sống ở Việt Nam khoảng 2 năm rồi và học tiếng Việt 2 năm trước ở bên Mỹ. Mark làm cho chương trình từ lâu rồi, khoảng sau 2-3 tháng. Đi quay như tỉnh rồi, đi Bình Dương, đi Ninh Bình, đi nhiều lắm rồi. Thích lắm và Mark đi miền Bắc lần đầu tiên với chương trình và sau đó Mark biết nhiều hơn về văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Đồ ăn Mark thích nhất ở Việt Nam là bánh khọt Vũng Tàu và hủ tiếu bò kho. Thật lắm, bạch thịt dê ở Ninh Bình. Ngon lắm. Mark thích đi đi du lịch bằng mô tô ở Việt Nam tại vì nếu đi bằng xe buýt có ghế nhỏ và Mark sẽ đau lưng. Nên đi bằng mô tô thoải mái hơn và gặp nhiều người hơn được. Nghỉ khi Mark muốn nghỉ và ngủ chỗ nào Mark muốn ngủ, ăn ở đâu Mark muốn ăn. Nên Mark đi trên đường một mình gặp những người Việt Nam từ nhiều vùng khác. Mark rất thích người Việt Nam tại vì có nhiều người văn hóa khác từ miền Bắc, từ miền Tây khác lắm. Miền Nam, miền Trung, người từ mọi vùng có tính cách khác lắm. Nhưng mỗi người hiền lắm và dễ làm bạn, dễ chịu lắm. Và sau biết nhiều người hơn sẽ biết nhiều về văn hóa Việt Nam hơn. Mà hy vọng các bạn sẽ xem mặt nhiều hơn trên chương trình Việt Nam đất nước tôi yêu. Sau một ngày được thưởng thức món cá lóc nướng chui độc đáo ở U Minh Hạ, hôm nay Mark lại tiếp tục hành trình khám phá vùng đất Cà Mau của mình. Không phải là rừng nữa, mà chính là đi thuyền trên sông. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ Mark ở tỉnh Cà Mau, Mark sắp tham gia lễ hội Nghìn Ông. Lễ hội này là một lễ hội đặc sắc ở tỉnh Cà Mau. Các bạn hãy cùng tham gia với Mark nha! Anh chị, sóng này là sóng nào? Cái khu vực này đó là cửa biển Sông Đốc. Huyện Trần Văn Thời này có một cửa biển duy nhất là cửa biển Sông Đốc này, rất là lớn. Và hàng năm là rằm tháng 2 âm lịch là diễn ra cái lễ hội Nghìn Ông này. Và rất là đông đảo các dân của Cà Mau cũng như là các dân các tỉnh thành lân cận đều về tập trung. Đây rất may cho Mark là đã gặp được một cô bạn người Cà Mau. Thấy Mark còn chưa biết nhiều về vùng đất này, thế là cô ấy đã nhiệt tình chia sẻ. Người như dân ở đây lấy cá nào hay lấy mực hay hải sản hay lấy tắc đó hả? Lấy hết hả? Nói chung là họ ra biển là chủ là cá, tôm, cua, gẹ, rồi mực rồi đó là đủ các loại cá, là một số loại cá là ở đây là chủ yếu là họ sống sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản như vậy. Bắt cũng đi câu ở sông hay ở biển thôi? Ở sông thì cũng có nhưng mà chủ yếu là ra biển thì những tàu lớn chứ không ra biển và những tàu nhỏ thì có thể sinh sống. Biết không, Nghìn Ông là lễ hội dân gian lớn nhất ở Cà Mau. Lễ hội này gắn liền với tín ngưỡng và đền thờ cá ông ở thị trấn Sông Đốc. Trước đây, Mark chưa bao giờ được tham gia một lễ hội nào diễn ra trên sông như vậy. Cho nên Mark vừa cảm thấy vui nhưng cũng khá hồi hộp. Sau khi mất khoảng 15 phút đi thuyền, Mark đã đến đền thờ cá ông hay còn gọi là Lăng Ông Nam Hải. Lúc này, không khí trong lăng khá hào hứng và sôi nổi. Người dân ở đây đang cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian trước khi lễ hội chính thức diễn ra. Bây giờ chúng ta đang ở cái phần lễ của cái lễ hội Nghìn Ông, một lễ hội dân gian truyền thống ở đây. Và phần lễ đang diễn ra và lát nữa chúng ta sẽ tham gia nhập đoàn vào diễu hành và chúng ta tham dự phần hội là chúng ta có thể lên tàu ra biển thôi. Cái nghi lễ này thì cầu cho là mưa thuận gió hòa, rồi người dân làm ăn thì được phát đạt và đặc biệt là đánh bắt bội thu. Vì vậy mà hàng năm cái lễ hội Nghìn Ông này làm thờ cúng là tục lệ đó là thờ cúng cá ông, một loại cá lớn và rất là linh thiêng của người dân vùng biển. Vì vậy mà họ thờ cúng ở đây. Ở đây là một cái cửa biển duy nhất của vùng này. Mark được nhiều người dân ở đây cho biết lễ hội Nghìn Ông Sông Đốc có từ đầu thế kỷ 20. Đối tượng suy tôn ở đây là cá ông, được vua Triều Nguyễn sắc tặng Nam Hải Đại Tướng Quân.
Cửa biển Sông Đốc nằm ở biển Tây, là nơi hay xuất hiện cá voi, nhiều khi bị thương rất nặng dạt vào bờ được nhân dân cứu chữa. Nếu không qua khỏi, bà con ngư dân thường cúng vái và xây cất đền thờ để gìn giữ xương cốt. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức trong 3 ngày, 14, 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm. Phần lễ chính thức bắt đầu khi chủ lễ cùng ban trị sự lăng trang trọng thỉnh đưa hương lên kiệu và được các em học sinh lễ khiêng và theo hầu. Các đội trống lân, cờ ngũ sắc, đội binh khí, đoàn múa mâm, ăn mặc lễ phục xếp thành hai hàng dài từ chánh điện ra tới ngoài sân. Khi diễu hành, bà con trong vùng cũng nhập đoàn đi theo. Rất là nhộn nhịp và tưng bừng đúng không các bạn? Các bạn thấy không, lúc này đã có hàng trăm chiếc tàu đánh cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh được trang trí cờ hoa neo đậu dưới bến sông. Chủ lễ trực tiếp rước lư hương lên tàu đã được trang trí rất công phu, lộng lẫy và lớn nhất. Má cũng không bỏ lỡ cơ hội được tham gia lễ hội này. Quý vị và các bạn thân mến, bắt lên trên tàu đi ra biển tham gia rước ông với mọi người. Hàng trăm tàu đủ mọi kích cỡ, công suất, kiểu trang trí tạo ra một khung cảnh đầy màu sắc sống động cả một vùng cửa biển rộng lớn. Tiếng sóng nước, tiếng động cơ ầm ầm vang xa. Hàng ngàn người đủ mọi sắc áo đứng ngồi trên boong tàu vẫy cờ hoa. Dạ chú, lễ hội có từ khi nào? Cái lễ hội này thì hầu hết là một cái sự truyền thống gian của là ngư dân đánh bắt những đề thủy sản á. Cho nên toàn bộ cái ngư dân là người ta có một cái sự là tin tưởng đó, cho nên thành lập một cái lễ hội để một cái có một cái ngư dân để tập trung gắn bó nhau để xây dựng. Chú ơi, bây giờ chân tàu sắp đi đâu? Tàu này thì coi như là mình chạy thẳng ra ngoài khoảng chừng ở 4 lý. Okay. 4 lý thì coi như tới đó là lặn nước trong đó. Rồi là mình là giái cúng kinh keo. Đó, khi được đàng hoàng rồi thì lúc đó là mình đi trình đảo đảo vô. Cái lực cái này lễ hội thì mục đích đó là làm được. Chú Đặng còn cho Mark biết thêm, trên đường diễu hành nếu gặp cá ông phun nước thì đoàn tàu quay trở về ngay. Nếu không gặp thì đoàn tàu tiếp tục ra khơi và sau đó chủ lễ vái đọc lời nguyện cầu. Thường thì cách đất liền 1-2 hải lý, chủ lễ sẽ làm lễ xin keo. Xin được keo tức là đã gặp ông và rước ông về. Năm nay theo như người dân thì là một năm may mắn vì chỉ mới xin keo đến lần thứ hai thì đã xin được. Tàu lễ thì trở về bờ, còn các tàu khác thì cùng nhau ăn mừng hứng khởi. Và các bạn thân mến, họ mới xin kéo được và tàu đang chuẩn bị về bến. Hôm nay Mặc rất vui tại vì là lần đầu tiên Mặc được đi lễ hội Nghìn Ông với mọi người. Chuyến đi thành công tốt đẹp và hôm nay Mặc được biết nhiều hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Cũng như nhiều nơi khác, lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc cũng là lễ hội cầu ngư, cầu cho biển lặng gió hòa, ngư dân may mắn làm ăn phát đạt an khang. Năm nay rất may mắn là Mark đã được tham gia lễ hội này và lại bổ sung cho mình một lượng kiến thức đáng kể về lễ hội dân gian trong hành trình khám phá đất nước Việt Nam thân thương. Yeah.